Giang phát ngôn gây sốc khi cho rằng MC Cát Tường không xứng đáng thi hát với mình. Tập 1 chương trình Đấu trường âm nhạc được phát sóng vào tối ngày 2 tháng 9, có sự tham gia của các nghệ sĩ Cát Tường, Lê Giang và Vũ Hà với vai trò thủ lĩnh. Ngay từ phút đầu tiên được giới thiệu, ai cũng tỏ rõ quyết tâm hạ gục đối thủ bằng những màn khẩu chiến không khoan nhượng. Lê Giang và Vũ Hà khi biết đối thủ là Cát Tường đã tỏ ra không hài lòng vì cảm thấy không cân tài cân sức. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cải lương tự hào với hơn 30 năm trong nghề hát, ca sĩ Vũ Hà cũng có thâm niên ca hát hơn 20 năm, trong khi Cát Tường chỉ sở hữu giải ba tiếng hát truyền hình năm 1996. Vũ Hà tiếp tục châm dầu vào lửa bằng lời khẳng định chắc nịch. Mười mấy năm nay, cậu có đi hát đâu, toàn đi đóng kịch. Lê Giang bức xúc nói trên sân khấu, kêu tôi đi thi với một người như vậy làm sao mà tôi thi được. Cát Tường không hề nao núng khi bị hai thủ lĩnh còn lại tấn công dồn dập. MC của Bạn Muốn Hẹn Hò nhanh chóng phản đòn bằng việc xoáy vào ngoại hình của Lê Giang. Trước đó, Quyêu khẳng định Lê Giang sở hữu biểu cảm tự nhiên không hề cứng, thì Cát Tường tiếp tục nâng tầm nhan sắc đó bằng những lời có cánh. Một vẻ đẹp hoàn mỹ được thiên nhiên ban tặng. Cát Tường thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng đền 1 tỷ đồng cho bất kỳ ai phát hiện Lê Giang có thẩm mỹ, chỉnh sửa. Khán giả chưa kịp bất ngờ về tuyên bố này, thì Cát Tường nhanh chóng bổ sung rằng đó là số tiền trích từ quỹ của chị Lê Giang. Sở dĩ Cát Tường có tuyên bố hài hước này vì Lê Giang nổi tiếng là người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên hài từng thừa nhận dùng dao kéo để giữ gìn nhan sắc và sự trẻ trung. Trong tập 1, Cát Tường đã chọn về đội mình những đấu sĩ gồm Tiêu Châu Như Quỳnh, Trương Quốc Bảo, Đào Bảo Lộc. Lê Giang lại sở hữu Bùi Caron, Phương Nga, Trương Kiều Diễm. Còn Vũ Hà chọn Minh Xù, Phượng Vũ và Sơn Ngọc Minh. Kết quả cuối cùng, Tiêu Châu Như Quỳnh đã đánh bại Phương Nga, đội thủ lĩnh Lê Giang với tỷ số 11-2 khi thể hiện ca khúc Mưa. Như vậy, đội của thủ lĩnh Cát Tường với ba đấu sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, Trương Quốc Bảo và Đào Bảo Lộc đã chiến thắng trong tập đầu của Đấu trường âm nhạc, giành giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đấu trường âm nhạc là game show có bản quyền thuộc đài KBS Hàn Quốc với tên gọi gốc là Singing Battle. Mỗi tập có 9 người chơi được gọi là đấu sĩ, được chia thành 3 đội. Ba khách mời thay đổi mỗi tập giữ vai trò thủ lĩnh, có nhiệm vụ chọn đấu sĩ về đội của mình khi bài hát đầu tiên vang lên. Trong trận thi đấu, các thí sinh sẽ hát cùng nhau một ca khúc, kèm thêm phần biểu diễn vũ đạo hoặc diễn xuất. 13 giám khảo sẽ đánh giá trên giọng hát và tính giải trí của một đấu sĩ. Đội nào loại hết đấu sĩ của các đội khác sẽ trở thành chiến thắng với giải thưởng 20 triệu đồng. Hé lộ diễn biến mới nhất về vụ kiện của nghệ sĩ Duy Phương từ chối bồi thường 200 triệu. Sau khi đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân quận nhất, nghệ sĩ Duy Phương không bằng lòng với đề nghị của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ nghệ sĩ Duy Phương, sau hai lần hòa giải không thành, anh đã chính thức gửi đơn xin tòa án đưa vụ kiện giữa anh với đài HTV và nhà sản xuất Sau Ánh Hào Quang ra xét xử. Thời gian qua, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ được đề cập liên tục trên các diễn đàn xoay quanh những tin đồn ồn ào với người vợ cũ. Cụ thể, nam nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích vì quá bạo hành với danh hài Lê Giang. Những nhận xét này xuất hiện kể từ lúc Lê Giang kể về câu chuyện quá khứ đời mình trong chương trình Sau Ánh Hào Quang. Được biết, ngày 11 tháng 12 năm 2017, sau khi tập 10 chương trình Sau Ánh Hào Quang phát sóng, diễn viên Lê Giang đã chia sẻ chuyện bị chồng cũ Duy Phương bạo hành nhiều lần khi còn chung sống. Sau hơn nửa năm, phiên hòa giải đầu tiên của vụ nghệ sĩ hài Duy Phương kiện đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Sau Ánh Hào Quang đã diễn ra. Trước đó, Duy Phương quyết định khởi kiện hai đơn vị trên vì sản xuất và phát sóng tập 10 để diễn viên Lê Giang kể nhiều thông tin một chiều về anh. Theo nghệ sĩ Duy Phương cho biết, cách đây 2 tuần anh đã nhận được lời mời của ông Dương Thanh Tùng, tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, mời Duy Phương lên cơ quan để trao đổi về thỏa thuận hòa giải vụ kiện liên quan đến HTV và nhà sản xuất chương trình Sau Ánh Hào Quang. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã không đồng ý với yêu cầu trên và cho biết, tôi nghĩ rằng khi tổng giám đốc đài mời tôi lên thì đã cân nhắc như thế nào để tìm tiếng nói chung vui vẻ cho đôi bên và ngồi lại chia sẻ với tôi những thiệt hại vừa qua. Nhưng tôi không ngờ rằng phía HTV chỉ đề nghị sẽ thực hiện một talk show khoảng 200 triệu cho tôi. Vậy thôi, tôi không bằng lòng với thỏa thuận đó bởi tôi thấy nó không rõ ràng. Những thiệt hại vừa qua của tôi, với các chứng cứ tôi đã cung cấp cho tòa án, thì phía HTV và nhà sản xuất chương trình Sao Ánh Hào Quang cần có động thái cụ thể hơn để chia sẻ khó khăn với tôi. Nghệ sĩ Duy Phương tại tòa án, nam nghệ sĩ cũng trước đó cho biết HTV và Đông Tây không thừa nhận những sai lầm trong vấn đề nghiệp vụ của họ. Họ vẫn khẳng định tập 10 của chương trình Sao Ánh Hào Quang đều được sản xuất đúng quy trình. Họ thực hiện talk show cho tôi để làm gì? Tôi đâu cần tiếng tăm gì đâu. Họ đã làm đổ vỡ sự nghiệp, danh tiếng của tôi nhiều.
giờ tôi có gây dựng lại cũng khó được như trước nữa hay không? Tôi đã lớn tuổi rồi, không còn mặn mòi gì với talk show nữa. Thương hiệu mà tôi tạo dựng suốt mười mấy năm giờ đã bị thiệt hại rồi. Ngoài ra, nghệ sĩ Di Phương còn nhấn mạnh thêm rằng tôi không thể tự mình đưa ra con số yêu cầu tiền đền bù bởi tôi tin tưởng vào quyết định của tòa án. Sau khi cung cấp đầy đủ chứng cứ thiệt hại, tôi tin tòa án sẽ cân nhắc sự việc đúng hay sai để đưa ra con số chính xác và sẽ rõ ràng hơn. Cả năm trời qua, tôi bị bể nhiều show diễn, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề sau khi tập 10 chương trình Sao Ánh Hào Quang phát sóng, gây thiệt hại gần 800 đến 900 triệu cho tôi. Chứ không được thỏa thuận hòa giải nên mới đây, nghệ sĩ Duy Phương và luật sư Nguyễn Quốc Cường đã gửi đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân quận nhất mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa Duy Phương với đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Sao Ánh Hào Quang. Lê Giang ăn uống bất chấp, Thúy Nga nhắc khéo, đi ăn tiệc mà phải từ tốn đừng như Harry Won nha chị. Cả hai nữ diễn viên hài đã cố tình dành thức ăn trên bàn tiệc và nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc thú vị này để chia sẻ trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, Harry Won không chỉ được khán giả chú ý thông qua các sản phẩm âm nhạc, chuyện tình yêu với ông xã Trấn Thành mà còn quan tâm đến nhan sắc, vẻ ngoài và đặc biệt nhất là việc ăn uống. Chủ đề này luôn thu hút khá nhiều người hâm mộ bởi lẽ vợ của nam MC tài năng có một niềm đam mê mãnh liệt với các món ăn. Cách đây không lâu, giọng ca Anh Cứ Đi Đi bất ngờ trở thành nhân vật khiến mọi người bàn tán xôn xao khi cho rằng đi ăn tiệc như bị bỏ đói. Harry Won ăn nhiệt tình, trong khi các khách mời xung quanh lại khá giữ gìn hình ảnh. Tuy nhiên, cũng đã có phần lớn khán giả bên vực người đẹp. Họ cho rằng đây cũng là một vấn đề hết sức bình thường và mọi thứ được diễn ra theo cách tự nhiên vẫn hay hơn. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài Thúy Nga cũng đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình cùng hai người chị là Lê Giang và Cát Tường cùng đi dự tiệc. Ngồi chung một bàn, theo đó bộ ba này đã cùng bắt tay nhau giành lấy hết thức ăn trên bàn, mặc cho mọi người xung quanh đang nói chuyện rầm rã. Tuy nhiên, đây chỉ là sự lầy lội tạo nên những pha hài hước cho mọi người trong bàn tiệc. Đồng thời, Thúy Nga cũng có phần ẩn ý khi nhắc đến cả Harry Won. Đi ăn tiệc là phải từ tốn, chứ đừng có như Harry Won như chị Lê Giang, Cát Tường. Bởi lẽ một số nghệ sĩ từng bên vực vợ Trấn Thành, cô là nghệ sĩ nhưng cũng có đam mê ăn uống như mọi người bình thường và cách sử dụng thức ăn của cô không có gì to tát. Bên dưới phần bình luận, Thúy Nga còn rất đồng tình với ý kiến ăn uống cần phải tự nhiên và thoải mái. Trấn Thành nói về nam ca sĩ Trần Vũ thế này ngay trên sóng truyền hình khiến ai cũng bất ngờ. Để góp ý thí sinh, cái hài đưa ra những nhận xét hài hước, dí dỏm, rồi sau đó mô tả bằng hành động thị phạm vô cùng thú vị. Không giỏi chuyên môn âm nhạc, không phải là người trực tiếp mang đến các tiết mục trình diễn, linh hồn của chương trình, nhưng ở vai trò giám khảo, Trấn Thành là yếu tố thu hút khán giả. Nếu không có anh, ca sĩ thần tượng sẽ phần nào giảm đi sự thú vị. Đã có những giám khảo giàu chuyên môn, kinh nghiệm về âm nhạc như Cẩm Ly, Minh Tuyết. Trấn Thành trong chương trình đưa ra những nhận xét hài hước, dí dỏm, xoay quanh khả năng diễn xuất, nhập vai, rồi sau đó mô tả bằng hành động để thị phạm cho thí sinh. Ở tập thi mới nhất, các thí sinh phải hóa thân thành Ngọc Sơn và Trường Vũ. Ông xã Harry Won miêu tả rõ đặc điểm riêng của mỗi đàn anh. Anh thậm chí bắt chước cả vẻ mặt ngơ ngác như mất sổ gạo của Trường Vũ. Theo thử thách chương trình đặt ra, thí sinh Trùng Vương, Ngọc Khang hóa thân thành Ngọc Sơn, trong khi đó Vũ Duy, Việt Quân tái hiện hình tượng danh ca Trường Vũ. Bằng những quan sát trong quá trình làm việc chung, Trấn Thành nhận xét đặc trưng giọng ca Ngọc Sơn là vang, ngắt chữ, rung nhiều hơn, tay chân hồn nhiên đưa ra chấm lại thục thò, ví dụ đang hát có thể hít đất. Về danh ca Trường Vũ, Trấn Thành mô tả, anh Trường Vũ hay ợ, đặc điểm là ợ, và ra mặt buồn, ngơ ngác như mất sổ gạo. Một lần nữa, nam nghệ sĩ bước lên sân khấu thị phạm cho các thí sinh. Tuy nhiên lần này không chỉ điệu bộ, Trấn Thành còn bắt chước cả giọng hát với cách vang, ngắt chữ của Ngọc Sơn hay cách thể hiện khác lạ của Trường Vũ. Đưa ra nhận xét trên, nam danh hài mong muốn thí sinh khi đến với chương trình phải phô diễn giọng hát hay. Nếu trời sinh không cho một giọng hát giống thần tượng thì phải tìm được nét đặc trưng để gây cười cho khán giả. Tuy nhiên có lẽ vì đặt trọn niềm tin ở lời khuyên của Trấn Thành mà không biết tiết chế nên ở vòng sau đó, thí sinh Võ Duy khi hóa thân thành Trường Vũ đã bị Cẩm Ly nhận xét là trào ngược dạ dày hơi nhiều. Cô giải thích, ợ là đặc trưng của anh Vũ nhưng trong một câu, một hai từ thôi chứ không nguyên câu, thành ra bài của em bị vỡ, tức là chỗ nào cũng nghẹn và khẩu hình của Duy vờm quá. Tới vòng biến hóa, Ngọc Khang hát ca khúc Tâm sự người tài xế của Ngọc Sơn. Tất cả giám khảo đều bất ngờ trước chất giọng cùng cách xử lý quá giống với bản gốc của thí sinh đến từ Bình Định. Giám khảo Cẩm Ly lên tiếng, chỉ khẳng định âm sắc và giọng của em cũng giống nữa. Độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ, khi em hát, anh ghi ra giấy là ra sân khấu ăn tiền bởi giọng hát và hình thể cực giống Ngọc Sơn. Trấn Thành nhấn mạnh,
Bạn này là một trong những thí sinh đúng tiêu chí nhất của ca sĩ thần tượng, không những giọng hát mà hóa thân luôn thành nhân vật. Anh nói thêm, bạn hát rất nghiêm túc nhưng lại khiến người ta mắc cười bởi giống quá. Đến lúc này, bạn là thí sinh mà tôi ấn tượng nhất. Rất vui, Trấn Thành chia sẻ câu chuyện nói tiếng Anh của danh ca Ngọc Sơn khi làm quen một cô gái Tây khiến khán giả cười thích thú. Anh hài hước kể, Ngọc Sơn nói tiếng Anh còn cô nàng thì nói tiếng Đức. Một hồi sau, anh ba nói luôn tiếng Tàu. Rồi cuối cùng con bé nói, anh Sơn sao không nói tiếng Việt? Tiếng gì ổng cũng biết mà con nhỏ người Việt. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh, anh với anh Ngọc Sơn, 1.000 chuyến thì có tới 1.000 sự tích. Khi nào có dịp tôi sẽ kể bạn nghe.